Hôm nay VDT đang cố gắng top, top với Comedy cấp 6 rồi, top lỗi từ vị trí của VDT. Và tận dụng thời cơ lên và bắt đầu di chuyển dần vào bo rồi. Và chắc là vì VDT Maui họ cũng như vậy. Họ di biến kết từ vị trí của Huize vừa có nhưng mà nó là double kill. Vẫn là một tình huống nhấp nhả từ vị trí của VDT. Bên này DQL bị lộ vị trí bởi vị trí của Zeno rồi. Zeno top rất tốt với Comedy và ngay lập tức DQL đã phải nằm xuống. Một tình huống mà nằm rất thông minh từ vị trí của Zeno. Và VDT vẫn chưa thấy phát hiện được vị trí của anh. Ở bên này thì X-Man, vị trí của Team Death họ đẩy ra và VDT đang sẽ yếu được vị trí của VDT rồi. Hai cái tên nó tương đối là giống nhau. Đó là DVT, còn đây là VDT. Ở vị trí khác thì Zero. Không, đó là vị trí của Zero, vừa có mạng luôn vị trí của đó là X-Man đi. DVS. Bởi vì hiện tại họ chỉ còn cho mình đó là một người và đẩy ra có mạng luôn từ các thành viên của Team LT. Một tình huống xử lý rất dứt khoát và ngay lập tức top 1 game đấu đầu tiên của vòng online diễn ra tại khu vực Thanh Hóa của giải đấu đó là Maugi Bubsy Championship Season 3 khi top 1 với 11 kill. Không, đó là 12 kill thuộc về các thành viên của team LT. Top 2 thuộc về Maugi Esports với 2 kill. Top 3 thuộc về